Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi vừa mới giao dịch xong một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu 2013 cho anh khách đấy nhá. Anh khách này ở bên Long Biên quý bạn ạ. Tôi đã bắt đầu làm thủ tục và bàn giao chiếc xe Kia Morning 2013 nhập khẩu nguyên chiếc phiên bản van cho anh nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và hiện tại cửa hàng chúng tôi đang còn 3 chiếc Kia Morning Van 2013 nữa. Vậy nếu quý bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe Kia Morning Van thì hãy đến cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lựa chọn quý bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.